ngành bất động sản có tác động lớn đến nhiều ngành nghề khác như thế nào? Ngành bất động sản có tác động lớn đến nhiều ngành nghề khác. Dưới đây là một số ví dụ. 1. Xây dựng, bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành xây dựng. Khi có nhiều dự án bất động sản mới được phát triển, ngành xây dựng sẽ có nhu cầu tăng về vật liệu xây dựng, lao động, công nghệ và dịch vụ liên quan. 2. Kiến trúc và thiết kế. Việc phát triển dự án bất động sản yêu cầu sự tham gia của các kiến trúc sư và nhà thiết kế để tạo ra các kế hoạch thiết kế phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của ngôi nhà hoặc tòa nhà. 3. Tài chính và ngân hàng. Hoạt động bất động sản thường liên quan đến các giao dịch tài chính lớn. Ngành tài chính và ngân hàng cung cấp các dịch vụ vay vốn và tư vấn tài chính để hỗ trợ việc mua bán, đầu tư và phát triển bất động sản. 4. Dịch vụ môi giới. Các công ty môi giới bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhà môi giới và khách hàng. Họ cung cấp thông tin về thị trường, tư vấn định giá và hỗ trợ trong quá trình mua bán bất động sản. 5. Quảng cáo và marketing. Ngành bất động sản yêu cầu các chiến dịch quảng cáo và marketing để quảng bá các dự án mới, thu hút khách hàng và tạo ra nhận diện thương hiệu. Vì vậy, ngành bất động sản gắn kết chặt chẽ với nhiều ngành nghề khác, tạo ra nhiều cơ hội và thu nhập cho các ngành này.